Thưa quý vị và các bạn, môn võ nào cũng giúp rèn luyện sức khỏe và nhân cách cho người học. Thế nhưng để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì không môn võ nào có thể thay thế võ thuật cổ truyền. Chính vì thế mà hơn 25 năm qua, có một vị võ sư đã không ngần ngại khó khăn thành lập và duy trì lớp học võ cổ truyền miễn phí. Với những cống hiến đó, ông đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là võ sư dạy võ miễn phí cho sinh viên lâu năm nhất của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị đến với lớp học đặc biệt này và gặp gỡ võ sư Hồ Văn Tượng. Từng tiếng âm thanh đặc trưng của võ thuật, tay trò chăm chú từng động tác chỉ dạy của thầy. Đây là lớp học võ miễn phí của võ sư Hồ Văn Tường, hay được các võ sinh gọi thân thương là thầy Hồ Tường. Đã hơn 25 năm, lớp võ này được thành lập và duy trì, giúp cho nhiều thế hệ bạn trẻ có cơ hội được tiếp cận, học hỏi về môn võ cổ truyền Việt Nam. Cho đến năm 1995, thì tôi thấy rằng là nhiều bạn muốn học, nhất là sinh viên, học sinh, nhưng mà không có điều kiện học. Mặc dù học phí ở đây không phải là cao, nhưng mà học võ phải tính về thôi, bạn thấy rằng không có khả năng. Thế thì từ đó, năm 1995, tôi mới xin ý kiến của ban đốc nhà hóa niên này để mở lớp võ miễn phí, thì tạo điều kiện cho bạn tập võ. Mục đích đầu tiên chỉ để cho các bạn tăng cường sức khỏe, có khả năng tự vệ, và bên cạnh rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết mà võ mang lại. Thí dụ như tinh thần kỷ luật, thí dụ như là sự can đảm, sự bình tĩnh rất là cần thiết. Đó, thì mục đích là như vậy. Nhưng mục đích xa hơn là mình muốn trao truyền cho các em những kỹ thuật của môn võ Việt Nam, là môn võ mà cha ông ta từng sáng tạo ra để dựng nước, giữ nước và mở mang đất nước. Mỗi năm lớp học mở 3 khóa tập luyện, mỗi khóa kéo dài 3 tháng. Lớp học diễn ra đều đặn các ngày trong tuần, từ 19 đến 20:30, trừ ngày chủ nhật, để các bạn học sinh sinh viên có thể sắp xếp thời gian tập luyện. Tham gia lớp võ miễn phí này, võ sinh sẽ được truyền dạy một bài quyền cơ bản, cùng với đó là các đòn đánh, bài tập về bộ pháp và tấn pháp của môn phái Tân Khánh Bà Trà, một trong những môn phái nổi tiếng của võ cổ truyền Việt Nam. Đặc biệt, võ sinh còn được trang bị những thế võ tự vệ trong cuộc sống, như hóa giải, phòng vệ, đối phó, giúp đỡ bản thân và những người xung quanh. Đây cũng là cách để các bạn trẻ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giải trí sau một ngày làm việc. Ban ngày thì tôi đi làm, còn ban đêm thì tôi có mở một lớp võ miễn phí tại Trung tâm Văn hóa phường Tân Phước Khánh của tỉnh Bình Dương. Thì người đó tôi học võ thì cũng từ lớp miễn phí. Thì bây giờ tôi cũng mở một lớp miễn phí để mà thứ nhất là mình tạo cái cơ hội, cái điều kiện cho tất cả các bạn có thể tham gia được cái tập luyện trên cái lớp võ, cũng như là quảng bá cái môn võ Tân Khánh Bà Trà cho tất cả mọi người được biết. Thầy Tường là một người thầy rất là coi như là đạo mạo chân chính, coi như là rất là có nhiều đạo đức. Lúc bắt đầu mà gắn bó với thầy thì cũng đem tâm huyết ra hết dạy cho các võ sinh từng đường nét, từng cái cú đấm cú đá. Dạ, tại vì khi tham gia lớp võ học này mình cảm thấy rất là gần gũi, và thầy thì là một người tận tâm truyền dạy cho mình nên mình cảm thấy đam mê và thích môn võ học. Thầy Tường tâm sự rằng ở lớp võ của thầy có nhiều điều thú vị lắm. Có võ sinh đã gắn bó với thầy từ lúc mở lớp đến tận bây giờ. Võ sinh này còn vận động cả gia đình mình đến với lớp võ. Đến nay lớp võ đã dạy miễn phí cho hàng chục ngàn học sinh sinh viên, giúp cho các bạn có nhiều kỹ năng phòng vệ trong cuộc sống. Nhiều võ sư nổi tiếng cũng đã trưởng thành từ lớp võ miễn phí này. Có hai bạn mà tiếp tục cái truyền thống mở lớp miễn phí chúng tôi, tôi rất là vui. Trước hết là bạn Trần Văn Minh mở lớp võ miễn phí ở Bình Dương, nay là 6 năm rồi, mở miễn phí giống như tôi đây. Rồi riêng các bạn Nguyễn Ngọc Sơn về Bình Phước và Đồng Xoài là mở miễn phí suốt 4 năm rồi. Thì tôi cho rằng điều đó rất thú vị, tạo điều kiện cho nhiều người đến với lớp võ. Thì điều đó tôi cho là rộng rãi cho mọi người đến như vậy là tốt, để mình trao truyền những cái
di sản mình đang kế thừa để nó được lưu truyền mãi với thời gian. Có thể nói như vậy, những cái gì mà tôi đang sở hữu, đang kế thừa, luôn muốn trao truyền lại cho các bạn trẻ để chi, để tiếp nối phát triển nó. Bởi nó là tài sản văn hóa của dân tộc mình, mà mình đã sở hữu, mình tiếp tục phát huy. Nó rất có nhiều cái hay. Tôi nói ví dụ như này, những cái hay trong võ nó có những cái khoa học trong đó, trong võ nó có nghệ thuật trong đó, cho nên gọi là múa võ. Muốn đánh mạnh là phải đánh nhanh, bởi vì theo khoa học là gì? Ơ bằng 1/2 MV bình phương. Mà muốn đánh mạnh, ơ mạnh lên thì phải tăng vận tốc lên và sức mạnh sẽ tăng bình phương lên. Võ sư Hồ Từ cũng đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam lập kỷ lục là võ sư dạy võ miễn phí cho sinh viên lâu nhất của Việt Nam. Một người thầy với tâm huyết cả đời mình để truyền dạy môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Thầy cũng mong rằng sẽ có thêm nhiều võ sinh hơn nữa để môn võ cổ truyền Tân Khánh mà ra được giữ gìn mãi về sau. Thì nhờ vào cái lớp võ miễn phí mà chung là mình trưởng thành lên cũng rất là nhiều. Thầy không chỉ dạy võ mà còn dạy về cái cuộc sống ngoài xã hội. Thì đối với thầy Tường thì tôi rất là tôn trọng thầy. Thầy là người rất là đam mê về cái nghiệp võ. Năm nào hàng năm cũng vậy, lúc nào cũng mình cũng mang cái tâm niệm là dầu cho núi cạn sông mòn thì cái công ơn của thầy lúc nào cũng ghi tạc. Với cái môn phái võ cổ truyền rất là cái ăn sâu vào cái tiềm thức và cái xương máu của mình, là cái nỗi đam mê cho tới tận bây giờ đã tới có cháu ngoại. Thầy là một người rất là tận tâm, thầy truyền đạt hết những cái thầy biết cho những môn sinh mới như mình, và trong tương lai thì mình sẽ cố gắng trau dồi cái môn võ thuật này và mình sẽ truyền đạt lại cho những bạn môn sinh mới sau này những cái mình biết.